Hello anh em, lại là mình đây, Khương Keller của anh em đây. Thì hôm qua cái video mà mình so sánh các thứ về nhân vật anh em, thì mình có hứa với anh em là hôm nay mình sẽ làm về combo của Alok cho anh em tham khảo. Thì ok, đây giai điệu sinh tồn. Thì Alok anh em mình có thể giai điệu sinh mệnh, xin lỗi anh em nha. Có nhiều cái combo để kết hợp, như nếu anh em thích chơi kiểu y tá thì có thể sử dụng những cái con nhân vật này, Keola. Còn nhân vật nữ y tá nữa nè, với môn chơi tới gáo nữa thì anh em sử dụng luôn cái con mới được tăng sức mạnh mới đây. Đây hai con này ta, con này đi, còn cái con kia là kỹ năng chủ động, quên anh em à. Thì đây anh em có thể sử dụng nguyên cái combo này. Combo này thì y tá thì cái thứ thì còn gì bằng nữa nè. Đây, nâng cấp mát luôn, giờ thẻ nâng cấp nó đơn giản rồi. 25.000 vàng, 25.000 vàng để mình nâng. Từ từ đã, bình tĩnh bình tĩnh, dù gì cũng không có, chỉ mường tượng cho anh em xem thôi. Thì cái con Capella thì khi mà tăng hiệu ứng hồi máu cho bản thân cũng như là giảm tốc độ hồi máu của đồng minh khi mà gục xuống 30% ấy, này này thì khá là ngon lành. Còn cái con nhện y tá này thì khi đồng đội cứu sẽ được nhận 80 HP, nhận thêm 80 HP đó anh em. Rồi ở trong con nhân vật khi mình cứu được 20 HP nữa là được 100 HP, cứu xong là 100 HP luôn. Thì tốc độ cứu tăng lên 27%, sau khi cứu thành công người chơi sẽ phục hồi 45 máu trong vòng 5 giây nữa, là anh em cứu như cái máy luôn nha anh em, ngon lành lắm. Cái combo này nếu mà anh em đi hỗ trợ các thứ thì không hết nước chấm anh em. Ở đây thì thêm 15% này, hồi 5 máu trong vòng 10 giây nữa, có thể là hồi một phát có thể là full cây luôn anh em, lên một phát là full cây luôn nha. Cái này địch sẽ khá là bất ngờ, thằng này, ủa thằng này mới cứu xong rồi sao trâu dữ vậy. Cái này là combo cho anh em thích chơi kiểu y tá được các thứ ha. Ok, tiếp theo là anh em mình chơi cái kiểu kiểu bình thường thôi, kiểu solo các thứ. Đây thì solo thì anh em mình nên sử dụng Kelly, cái combo kia thì anh em cũng nên sử dụng Kelly, có thể thay một và một trong ba con đó để mà có được tí xíu tốc độ di chuyển nha anh em. Ok, tiếp theo là Yota, để anh em mình có những pha cận chiến nó sẽ ngon lành hơn. Tiếp theo là liên quan tới tốc độ di chuyển, đó là cái con Dabi, để mà anh em mình có tốc độ di chuyển cũng như là độ chính xác, như vậy sẽ bắn sẽ ok hơn. Ok, con trả thủ con này anh em có thể sử dụng gấu mèo gốc kỳ, thì nó hồi được một tí xíu thời gian hồi chiêu nữa nè, hoặc là anh em có thể sử dụng những cái con khác cũng được, cũng có nhiều cái để lựa chọn anh em. Đấu sĩ khỉ cái thứ để chọn bông keo, hoặc là bất cứ thứ gì anh em có thể chơi, không có quan trọng mấy cái combo này. Tại vì con Alok này nó không có cái gì đặc thù quá là đặc biệt đâu anh em. Ok, kỹ năng sử dụng cái con gấu mèo gốc cây đây, để cho cái thời gian hồi chiêu của nó được nhanh hơn một tí. Thật ra là nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà ok không sao đâu. Ok, mình sẽ vô huấn luyện test nhẹ cái combo này cho anh em xem. Còn cái combo y tá thì hơi khó, anh em có thể tự thực hành cũng được. Combo đó anh em có thể sẽ làm đồng đội cũng như là kẻ địch bất ngờ anh em, cũng khá là ngon, thời gian cứu nhanh, máu cộng được nhiều, đủ thứ hết. Ok, mình sẽ vô test cho anh em xem nha. Anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like, chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Cái link vô gia thì mình có để trên màn hình, anh em có thể có thời gian thì ghé theo dõi cũng như ủng hộ mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, cũng lâu lắm á mình không có sử dụng Alok này đâu, từ lúc Keller ra mắt thì mình sử dụng Keller luôn tới giờ. Ok, không có ai trong đây luôn anh em. Đây combo này thì ngon lành, để mình sẽ có người bật Alok lên. Ok, bật Alok lên xong bắn, xong bắn thì nó chỉ nhanh hơn, khá là ngon, hơi được chấm anh em. Ok, hồi đó anh em thấy nó hồi chiêu không, hồi chiêu cũng nhanh chứ không tới nỗi là chậm đâu nha.
cái không quen lợi dụng bung kèo nó không khỏi máu anh em ạ. À, tại mình quen chơi Kaylor rồi. Kaylor bây giờ nó ăn vô máu rồi. Kaylor ăn vô máu rồi, khó đi. Chạy đâu mà giỏi quá vậy em gái. Ok, anh em có thể sử dụng cái này để hồi máu cái thứ nữa nè. Có nhiều cách để anh em chơi lắm. Bây giờ anh em còn cái cách cái combo mà để làm y tá thì khó mà test anh em. Sẽ sử dụng hai máy nhưng mà hơi khó. Thôi mình sẽ sử dụng combo này. Có lẽ anh em cũng sẽ ít sử dụng combo kia hơn. Nhưng mà để anh em có thể có lựa chọn đúng đắn hơn cho mình nha. Đây, mình đi chơi Kaylor. Nhưng mà hơi non. Đây, này nữa đây nè. Nó ra đường đó, bắt bài nhưng mà không thành công anh em à. Ok, một mạng nữa thôi nha. Để đỡ mất thời gian của anh em. Ok, đây, đây. Đâu mà dội dữ vậy ta. Nhà có việc à. Trời trời, one shot, anh em có thể sử dụng cái này để có tốc độ di chuyển nhanh hơn, linh hoạt hơn một tí. Móc lộn súng anh em. Lặp lại, lộn súng. Lỗi mình. Cái độ nhảy của cái OB này cũng khá là lạ. Mình cũng có làm một cái video về cái độ nhảy rồi, anh em có thể xem lại trên kênh nha. Ok, bắn nốt màn này anh em ơi. Đây cũng một thằng nè. À, lại một súng súng lộn rồi. Chết tôi rồi. Ui da. Chạy. Giết nó. Ê, sắp hỏi unlock. Gán né né núp 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 núp. Chết. Kệ nó đi. Ok. Thì ok, đây là cái video mình nói một tí về combo của unlock nha anh em. Anh em sử dụng được cái combo nào thì để lại dưới phần bình luận giúp mình. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Bye bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye bye.